Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày rằm á. Mình làm món gỏi cuốn chay. Đây là những cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị đây. Bánh tráng là không thể thiếu rồi nè. Khóm và tàu hũ. Mình sử dụng ớt vàng và ớt đỏ, cà rốt, dưa leo, ngò và rau xà lách. Vì là gỏi cuốn chay cho nên là mình sẽ sử dụng tàu hũ thay thế cho thịt. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọt khóm và cà rốt. Mọi người cùng vào bếp cùng làm với mình món gỏi cuốn chay nhé. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ cà rốt và bào cà rốt. Bây giờ mình sẽ cắt ớt chuông vàng nha. Mình sẽ thái mỏng ra, bởi vì ớt chuông này là mình ăn sống. Bây giờ mình cũng sẽ gọt cái trái ớt đỏ này luôn. Bỏ hột nè. Mình cũng cắt mỏng ra luôn. Bởi vì khi ăn gỏi cuốn cắt mỏng thì nó sẽ dễ ăn hơn. Bây giờ mình sẽ gọt khóm nha. Mình bỏ cái phần cùi này. Tàu hũ thì mình cũng sẽ cắt mỏng nha. Mình đã luộc rồi á. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành cuộn gỏi nha. Nhìn vị rau của mình rất là hấp dẫn nè. Mình có bún, bánh tráng và dĩa rau, khóm nè, tàu hũ, salad, ớt vàng, ớt đỏ, cà rốt, dưa leo, ngò rí. Đầu tiên thì mình sẽ cho salad vào nè. Sau đó là ớt vàng. Cái đó là ớt đỏ. Và cà rốt. Dưa leo. Mình sẽ cho khóm vào. Cùng là đậu hũ. Và kế tiếp thì mình sẽ cho bún. Giờ mình sẽ cho ngò lên. Giờ mình sẽ cuốn nè. Mình sẽ nhúng nước nè. Sau đó mình sẽ để ra salad lên. Ớt nè, cà rốt, dưa leo, khóm, tao không gặp mình cho một tí bún. Bây giờ mình sẽ cuộn lại.
Bây giờ tới cái phần quan trọng nhất. Đó chính là cái phần pha nước chấm. Nước tương. Bảo đảm món nước tương này nếu mà các bạn làm theo, các bạn ăn thì sẽ rất là ngon. Vừa thơm vừa ngon. Mình sẽ cho 3 muỗng nước tương nè, 1 muỗng đường nha. Mình sẽ trộn đều cho nước tương nó tan cái đường ra. Tiếp tiếp thì mình sẽ sắc hạnh vào. Mình sẽ hớt cái hột hạnh vỏ. Mình sẽ sắc ớt bỏ vào. Và kế tiếp sẽ là ngò kiến. À, đây là cái phần quan trọng đây. Đây chính là bí kíp nha. Ngò kiến nó sẽ tạo cái mùi thơm cho cái nước chấm của mình. Mình đã có một chén nước chấm rất là ngon. Bữa cuốn của mình khi cuốn xong thì nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà cái phần nước chấm và dĩa rau thì rất là ngon. Gỏi cuốn đầy màu sắc. Khi ăn thì mình sẽ chấm vào. Mình ăn á, mình cuốn cái cuốn nào thì mình sẽ chấm cuốn đó. Rất là ngon. Các bạn thử làm nước chấm này đi. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền giống mình luôn ấy. Nước chấm này chai mặn thì mình đều có thể ăn được hết trơn á.